ta có được. Xin mọi người đọc to và rõ ràng để chúng ta cùng với Đức Mẹ Maria La Vang khẩn cầu Chúa ban mọi ơn lành cho chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phúc, ngời trói vạn hào quang, muôn vạn thần thánh không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đa đoái thương trọn mẹ, tinh tuyền thánh thiền, sinh đấng cứu độ muôn loài. Hổ phù tổ tiên chúng con lương giao, giữa thời ly loạn cấm cách, khôn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng, ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền. Nào ai cầu khấn mà mẹ không nhậm lời. Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đói thương con cái thiết tha van này. Xin cho chúng con tâm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin mẹ phù hộ chúng con luôn sống đức hạnh, đầy lòng cây trông, và sau cuộc đời này xin cho chúng con được về sông bên mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa ba ngôi muôn đời. Amen. Và giờ đây xin kính mời ca đoàn cùng hát ca nhập lễ.
chị em. Tôi đã an chào đón anh chị em. Tuần ngày bị mắc, đại hội đã mau yên đạo kiên ô chá phán bóng chú. Nhân dân chán bàn khán bàn thanh thàn. Amen. Bình an của chú ông con ai chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em không thể ai nhìn năn tội lỗi chúng ta đi xung đàn cứu an mau nhiệm đàn. Tôi thương anh cùng Thiên Chúa toàn thân và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong thứ bước lời nói về việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chiến các tiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho ngôi trước quả Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa đón ngang thương xót tại tôi và dân chúng ta đến sư sống muôn đời. Amen. Con tôn vinh Chúa,
Chúng ta đang lời cao nguyên. O God, who in the abasement of your Son have raised up a fallen world, fill your painful people with holy joy. For on those you have rescued from slavery to sin, you bestow eternal gladness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, rejoice with Jerusalem and be glad because of her. All you who love her, exult, exult with her. All you who are mourning over her, oh, that you may suck fully of the milk of her comfort, that you may nurse with delight at her abundant breast. For thus says the Lord, lo, I will spread prosperity over Jerusalem like a river, and the wealth of the nations like an overflowing torrent. As nurslings, you shall be carried in her arms and fondled in her lap, as a mother comforts her child, so will I comfort you. In Jerusalem, you shall find your comfort. When you see this, your heart shall rejoice, and your bodies flourish like the grass. The Lord's power shall be known to his servants. The word of the Lord. Toàn thể đất nước hãy reo mừng, reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Hãy kính dâng người lời khen ngợi hiến vinh, hãy thưa cùng Chúa kinh ngạc thay sự nghiêm của Chúa ta, những công trình
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galata. Anh chị em thân mến, phần tôi ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác ngoại trừ về thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi và tôi cho thế gian. Vì chưng trong Đức Kitô có cắt bì hay không cũng chẳng có giá trị gì. Điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai dập theo quy tắc đó và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa, vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu. Anh chị em thân mến, nguyện ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng anh chị em. Amen. Đó là lời Chúa.
cha. Alleluia. Giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến ở trong người ấy. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặp thì ít. Các con, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này, thầy sai các con như chim con ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: nước Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo các con, ngày ấy thành Sodoma sẽ được sự khoan dung hơn thành này. 72 ông trở về vui mừng và nói rằng: thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo các ông, Thầy đã thấy Satan từ trời rơi xuống như luồng chớp. Này, ta đã ban cho các con quyền dày đạp rắn rết, bò cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các tà thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngài Thiên Chúa. Quý cộng đoàn tiếp tục đứng để nhận phép lành phúc âm từ Đức Cha. Xin quý cộng đoàn an toàn.
Dear Bishop Van, Bishop Friar, and all consecrated priests, deacons, religious brothers and sisters, and all the faithful. With Mary giving thanks to God, yes, we joyfully gather here this evening at this Our Lady of Lavana Shrine to give thanks to God, to give thanks to God for the gift of life, the gift of family, the gift of parish and diocesan community, the gift of faith, and the gift of Eucharist that we are partaking. As we approach the 4th of July, we thank God for the gift of freedom. Many of you and I had escaped Vietnam to look for freedom. And we have been so blessed to be welcome to start a new life in this land of freedom. And so, let us show our deep gratitude to God and to the United States of America with a nice round of applause. And my dear friend, today's gospel reminds us of a special gift, the gift of peace that you and I are called to proclaim. Be on your way, Jesus said, and remember, on entering any house, first say, peace to this house. How do we proclaim peace in a world where there is so much violence, terrorism, discord, wars, and threat of war? How do we bring peace to the society where there is so much brokenness, disharmony, and divisions? How are we to become peacemakers in this throwaway culture, the culture of death? My dear friend, peace is a basic attribute of God. It was through sin that the divine order of peace was disrupted. Well, we read in the book of Genesis, soon after the original sin, the story of Cain killing Abel. And from that time on in the history of humanity, the world experienced the shedding of blood and violence and division. And later in the Old Testament, we read of the great promise of peace, peace associated with the coming of the Messiah, whom the prophet Isaiah called the Prince of Peace. For us baptized Christians, to proclaim peace is to announce Christ, who is our peace. He came and broke down the divine wall of hostility among people. Jesus gave us the gift of peace, which is first of all reconciliation with the Heavenly Father, and then reconciliation with our neighbors, our brothers and sisters throughout the world. And he called each one of us to be peacemakers. Working for peace is part of his gospel. And to proclaim peace effectively, you and I need to get connected with Christ. And who would be a good example, better example than our Blessed Mother? She was strongly connected with Christ all her life. From the moment of Annunciation to visitation,
to nativity of Bethlehem, to being refugee in Egypt. Mary was with Christ at his presentation in the temple, and 30 years in Nazareth, and finally on Calvary. Throughout 2,000 years of church history, our Blessed Mother has been proclaiming peace in her many apparitions, from Guadalupe to La Salette, to Lavang, to Lourdes, and to Fatima. And she proclaimed peace in a very effective way, penance and prayer. No wonder she got the title Mary Queen of Peace from Pope Benedict XV in the year of 1970, the year she appeared to the three children at Fatima, the year World War I ended. Now, when Mary came to Lavang, she did not come alone. She came with Jesus, as you can see the statue. And she held Jesus out to them. Jesus was the source of peace to them. And when she held Jesus out to them, as if Mary was saying to them, if you wanted peace, invited Jesus into your heart. And they did. And they had peace in their hearts. And they pass on that good news of peace until this day. With Mary, we give thanks to God for the gift of Jesus, the Prince of Peace. At Lavang, Mary brought her son Jesus, thus bringing peace to those who suffer from persecution. And here at this shrine, we ask Mary to journey with us, showing us to follow her footsteps, to get connected with her son always, so to become peacemakers in our home, in our parish community, in our diocese, and in this land. And so we invoke Mary, Queen of Peace, pray for us. Intercede with your Son, O Queen of Peace, for the gift of peace throughout the world, the peace our world so desperately needs. Kính thưa quý cha, quý thầy phó tế, các sơ, tu sĩ nam nữ và toàn thể dân Chúa, cùng mẹ tạ ơn Chúa. Suy nghĩ cho cùng thì mỗi người chúng ta đều nhận được rất nhiều hồng ân từ Thiên Chúa. Những hồng ân, những món quà như là sự sống, gia đình, đức tin và đặc biệt món quà tự do nơi đất nước Hoa Kỳ đang chuẩn bị mừng ngày độc lập. Tôi nhớ đến năm ngoái vào ngày 17 tháng 7, chúng ta tụ họp nơi đây đến linh đài Đức Mẹ Lavang của chúng ta được thánh hiến. Và từ đó biết bao nhiêu người hành hương trở về đây khấn xin Mẹ Lavang. Mỗi tháng các cộng đoàn ở Orange County tụ tập đây chuẩn bị và hướng dẫn cho thánh lễ thứ bảy đầu tháng. Và hôm nay, cuối tuần này, chúng ta được kịp đồng hành với Mẹ Lavang trong đại hội thánh mẫu đầu tiên này. Tôi thấy sự đồng hành của Mẹ Lavang với chúng ta trong suốt năm qua là một hồng ân, là một món quà rất ư là quý giá. Và nếu quý vị đồng ý với tôi, thì xin quý vị cho một tràng pháo tay thiệt to để tri ân Chúa và Mẹ Lavang qua món quà quý giá đó. Kính thưa quý vị, trong bài phúc âm hôm nay,
Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta một món quà đặc biệt, món quà bình an mà chúng ta được kêu gọi rao giảng. Chúa Giêsu nói, vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Làm sao chúng ta rao giảng bình an trong một xã hội đầy chiến tranh, loạn lạc, khủng bố và quá tục hóa này? Gần đây những sinh hoạt cũng đã trở lại bình thường trước khi bệnh dịch COVID, nhưng chúng ta vẫn không tránh khỏi những phiền muộn, lo âu, vì chúng ta đã mất rất nhiều người thân, nhiều bạn bè quen biết. Nỗi đau đớn của vết thương lòng chưa lành lặn thì chúng ta lại phải đối diện với những biến cố mới. Tại Hoa Kỳ, những vụ đập phá nhà thờ, hủy phá tượng hình Chúa và Mẹ, những cướp bóc các cơ sở làm ăn, và gần đây nhất, những vụ bắn giết dân làng và trẻ em trong các trường học, nhà thương và ngay cả nơi thờ phượng trong tiểu bang chúng ta đang sống. Nhìn quanh thế giới, chiến tranh xảy ra nhiều nơi, đặc biệt Ukraine. Hàng triệu người phải bỏ quê hương, người thân để đi tị nạn. Và ngay trên quê hương Việt Nam của chúng ta, nhiều biến cố xảy ra làm chúng ta không khỏi lo âu, đau đớn cho số phận của giáo hội tại quê nhà. Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, một linh mục trẻ hăng say trong bước đường tông đồ, đã bị chém ngay khi Ngài đang giải tội cho giáo dân. Rồi vụ Đức Tổng Giám mục Hà Nội đang dâng thánh lễ đã bị người trong chính quyền chạy lên cung thánh la lối, bắt buộc phải ngưng và muốn giải tán giao dịch. Hơn lúc nào hết, thế giới chúng ta cần sự bình an. Nhân loại đang kêu gào bình an, và chúng ta đến đây để khẩn khoản cầu xin sự bình an, cầu xin sự che chở của Mẹ. Vì cuộc đời của Mẹ cũng đã trải qua với bao nhiêu đau thương, lo lắng chồng chất, nhưng Mẹ vẫn xin vâng. Mẹ vẫn gánh chịu gian truân khốn khổ, và Mẹ vẫn được an bình giữa bao sóng gió của cuộc đời, vì Mẹ đã đặt hết niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Thưa quý vị, bình an là gì mà nhân loại và mỗi người trong chúng ta hằng khát khao? Tôi xin chia sẻ một mẩu chuyện ngắn về ý nghĩa của bình an. Tại một vương quốc nọ, nhà vua triệu các họa sĩ trong nước. Ông muốn họ vẽ bức tranh về đề tài bình an. Hàng ngàn họa sĩ đã bỏ ra nhiều tháng để họa một bức tranh mang hình ảnh bình an tuyệt vời nhất để nộp cho vua. Sau nhiều tháng chọn lựa, có hai bức tranh đã được ưng ý nhất. Bức tranh thứ nhất, một bức tranh với hồ nước êm ả, mặt hồ phẳng lặng như gương, chung quanh được bao bọc bởi những ngọn núi cao hùng vĩ, bầu trời màu xanh điểm thêm vài đám mây trắng như dải lụa. Mọi người thưởng ngoạn đều đồng ý đây là bức tranh tuyệt vời nhất, có bình an rõ nét nhất. Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi, nhưng là những ngọn núi đá trơ trụi, lởm chởm đá, không có một cây xanh. Trên trời mây đen dày đặc, đang trút xuống một cơn mưa lớn kèm theo những sấm chớp giận dữ. Bên vách núi đá là dòng thác lũ đổ xuống ào ào, nước nổi bọt trắng xóa. Bức tranh thật chẳng mang lại một chút bình an nào. Thế nhưng khi nhà vua ngắm kỹ, ông ta thấy đằng sau dòng thác giận dữ đó là một bụi cây nhỏ
mọc lên từ một kẽ nứt của tảng đá. Trong bụi cây, một con chim mè đang xây tổ. Giữa dòng thác cuồn cuộn đó, con chim mè đang an nhiên ngồi ấp tổ của mình. Chim mè không một chút lo sợ. Đây là bình an thật sự, và nhà vua đã chấm bức tranh thứ hai. Thưa quý vị, bình an không có nghĩa là tìm đến những nơi không có sự ồn ào, không có khó khăn, không đau khổ. Bình an thật sự chính là khi phải đối diện với phong ba bão táp mà chúng ta vẫn tin vào Chúa quan phòng, vì Ngài quan tâm đến chúng ta, Ngài yêu chúng ta hơn cả mạng sống của Ngài. Đối với người Kitô hữu chúng ta, rao giảng bình an, thưa quý vị, chính là rao giảng Chúa Kitô, nguồn mạch mọi sự bình an, đấng mà tiên tri Isaiah đã tiên báo, hoàng tử bình an. Quý vị còn nhớ câu chuyện sóng gió yên lặng trong phúc âm Thánh Marco. Chúa ngủ an bình đằng sau lái của thuyền. Trong khi đó, các thánh tông đồ chèo chống sợ hãi đương đầu với cơn bão biển hồ Galilea. Và trong cơn sợ hãi, các thánh tông đồ chạy đến Chúa Giêsu đánh thức Ngài dậy: Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy, ngâm đề gió và truyền cho biển: Im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Chính cái bình an với cơn sóng gió ập đến này mà Chúa Giêsu trong đêm tiệc ly, tức là đêm trước khi Chúa vác thánh giá lên đồi Canvê, bị đóng đinh và chết tất tưởi trên cây thập tự. Trong lúc cực kỳ sợ hãi đương đầu với cái chết gần kề, đến nỗi phải đổ mồ hôi máu trong vườn cây dầu, thế mà vẫn để lại lời chúc quý giá: Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban bình an cho anh em. Bình an không theo kiểu của thế gian. Anh em đừng xao xuyến sợ hãi. Nói tóm lại, bình an trung thực khi chúng ta có Chúa Kitô đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả lúc sóng gió bão tố đang ập xuống. Và kính thưa quý vị, người sống bình an rõ nét nhất là mẹ Maria. Mẹ luôn gắn bó và đồng hành sát bên Chúa Giêsu con mẹ, từ truyền tin đến thăm viếng tới hang Bethlehem và tị nạn bên Ai Cập. 30 năm sống thân mật với Chúa Giêsu trong gia đình Nazareth, rồi đồng hành với Chúa Giêsu trên đoạn đường thánh giá đến núi Canvê. Qua suốt 2000 năm lịch sử của giáo hội, mẹ Maria luôn rao giảng bình an qua những lần hiện ra, từ Guadalupe đến La Salle, rồi La Vang đến Lộ Đức và Fatima. Mẹ đã rao giảng bình an một cách rất là hiệu lực, đó là cầu nguyện và ăn năn sám hối. Không là gì, mẹ đã nhận được tước vị nữ vương bình an từ Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15, vào năm 1917, năm mà mẹ hiện ra với ba trẻ ở Fatima, năm mà chiến tranh thứ nhất chấm dứt. Khi mẹ đến La Vang, Quảng Trị, trên đất nước quê hương của chúng ta, đến với những người đau khổ vì bắt bớ vì bệnh tật, mẹ không đến một mình. Mẹ đem Chúa Giêsu đến với họ, như chúng ta thấy trên tượng mẹ La Vang. Mẹ đem Chúa Giêsu đến với họ, và Chúa Giêsu là nguồn mạch mọi sự an bình. Như tượng mẹ La Vang của chúng ta đây cho thấy là mẹ đưa Chúa Giêsu cho những người đang bị bắt bớ, như thế là muốn nói: nếu chúng con muốn bình an, hãy mời Chúa Giêsu vào trong nhà của mình, hãy rước Chúa vào tâm hồn của mình. Và họ đã làm như thế, và đã mở rộng tâm hồn mời Chúa Giêsu vào, và họ đã được bình an, và họ rao truyền tin mừng bình an qua bao thế hệ cho đến ngày hôm nay. Và như thế chúng ta nghe được câu chuyện là bạn cùng mẹ
Chúng ta tạ ơn Chúa qua món quà Chúa Giêsu là hoàng tử bình an. Ngày xưa ở La-van, mẹ đem Chúa Giêsu đến và như thế đem bình an đến những người Việt Nam đau khổ vì bắt đạo. Thì ngày hôm nay xin mẹ cũng đem bình an đến với chúng ta trong thế gian đầy chiến tranh loạn lạc này. Đồng thời xin mẹ giúp chúng ta luôn gắn bó với Chúa Giêsu để mỗi người chúng ta trở thành những sứ giả bình an đến trong gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta, quê hương đất nước của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau hướng về quê nhà. Chúng ta cầu nguyện cho quê hương, cho Giáo hội Việt Nam và cho những người nghèo, người lương thiện đang đối diện với nhiều gian truân khốn khó. Và để kết thúc bài giảng hôm nay, tôi xin mọi người đứng lên hướng về mẹ La-van và cùng khẩn khoản kêu xin qua bài thánh ca quen thuộc. Xin ca đoàn giúp hát bài Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam. Tôi kính kiến một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng hào hành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi kính kiến một Chúa Giêsu Kitô, con của Thiên Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì mọi người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống. Bởi phép nữ Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, tới quan phong Sio Pilato, Người chịu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba Người sống lại.
Trời sẽ lại đêm trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà ban dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhân, Thánh Thiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đầy kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Cho là chúng ta đang lên Chúa những ý nguyện sau. That church leaders may continue to commit themselves to living for the community of believers and serve their spiritual needs. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For church leaders in Vietnam, that they may be resilient in the face of all adversities to courageously bear witness to Christ in this world. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Xin ơn hoán cải trong tâm hồn những ai đang chống đối, phán quyết bảo vệ sự sống của các thai nhi, để họ nhận ra chính Thiên Chúa là đấng tạo hóa mọi sự sống. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa làm mọi chúng con. Xin cho mỗi người chúng ta, sau khi đã đón nhận đầy tràn ân sủng từ Đại hội Thánh Mẫu, ra đi làm chứng nhân và đem niềm tin yêu cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa là mọi chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta, cách riêng những ân nhân của Linh Đài Đức Mẹ La Vang và Đại hội Thánh Mẫu. Xin cho họ sớm được thông phần trong phụng vụ Thiên Quốc. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa là lời chúng con. Chúng con cầu xin nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Thank you.
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. May this oblation dedicated to your name purify us, O Lord, and day by day bring our conduct closer to the life of heaven through Christ our Lord. Amen. Chúa con ai chị em và cùng cha ai đang thăm hồn lên chúng con đang hướng về Chúa. Ai tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta thật là chính đáng. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For although you have no need of our praise, yet our thanksgiving is itself your gift. Since our praises add nothing to your greatness, but profit us for salvation through Christ our Lord. And so in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, except for the rising of the sun to its setting, that your sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously and holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and the blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, gave the chalice to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Dai la maniam duktin. Dai
Therefore, Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing a sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself. Grant that we who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Giám Mục Kevin chúng con, Đức Giáo Friar, và con là tôi tớ vô dụng của Chúa cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mang khắp nơi về với Cha. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi vinh dự và vinh quang đều quy về Chúa. Là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lên Chúa của thế và theo thế tục nuôi đai chúng ta đang nguyện rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha hạ sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng ta kể có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sai chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Và giờ đây, Đức cha Kevin Van trao quyền cho các thừa tác viên thánh thể ngoại lệ không thuộc nhà thờ chánh tòa Chúa Kitô để họ được cho phép đức lễ trong thánh thể này. May the Lord bless you so that at this mass you may minister the body and blood of Christ to your brothers and sisters. Để cho việc rước lễ được long trọng và sốt sắng, quý ông bà và anh chị em cứ ở nguyên tại chỗ. Các cha và các thừa tác viên thánh thể sẽ mang mình Thánh Chúa tới tận nơi. Và khi nào quý ông bà và anh chị em nhìn thấy cây dù, nghĩa là chỗ đó là có cha hoặc là có thừa tác viên thánh thể cho rước lễ, nên quý vị đừng có xốn xáo để chúng ta cho được thánh lễ được sốt sắng. Một lần nữa, cứ nhìn thấy cây dù thì nơi đó là nơi chúng ta có thể đến rước lễ. Và sau khi rước lễ xong, xin chúng ta giữ thinh lặng trở lại chỗ ngồi và chúng ta ngồi xuống đọc kinh cầu nguyện tạ ơn Chúa đã ngự vào lòng. Như bài giảng của Đức cha Thành đã nói, đem Chúa vào lòng là đem bình an đến trong nhà.
Thank you.
Thank you.
Chúng ta đang lối cảm nguyện. Grant, we pray, O Lord, having been replenished by such great gifts, we may gain the prize of salvation and never cease to praise you through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Kính mời ông bà và anh chị em chúng ta an toàn trong giây lát. Wow, what a wonderful day that we had. Hope you all have a wonderful time for the past 2 days. I would like to take this opportunity to thank all 3 bishops in our diocese for your leadership and your prayer, your guidance for us for the past year as we plan this celebration. And Bishop Van particularly, I remember last year when we had the solemn blessing of our shrine here, you told us that we should have Marian days. So Bishop, we had it. We had wonderful time with Mary, wonderful time with you, and with everybody. Chúng ta có tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn Đức Cha Ben. Chính Ngài là người đã khởi xướng cái ngày đại hội Thánh Mẫu này, và ngày hôm nay chúng ta có đại hội Thánh Mẫu. We would like to thank every single one of you for your prayer and support in many different ways. May God bless you, and we hope to see you all again next year. Will you come back next year again? Yes! Thank you. Thank you for your support. Chúng con chân thành cảm ơn quý Đức Cha đã chúc phúc và dẫn dắt chúng con trong suốt thời gian chuẩn bị cho Đại hội Thánh Mẫu 2022. Cảm ơn quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, các hội đoàn, đoàn thể, viên chức chính quyền, các cơ sở thương mại, các nghệ sĩ, các cộng đồng bạn và từng người trong quý ông bà và anh chị em. Cảm ơn ca đoàn rất nhiều. Chúng ta có một tràng pháo tay thật là lớn để cảm ơn ca đoàn. Một ca đoàn lớn nhất tại Hoa Kỳ, ca đoàn Việt Nam lớn nhất tại Hoa Kỳ. Chúng tôi rất là hãnh diện với tất cả từng ca viên ở trong ca đoàn. Chân thành cảm ơn ca đoàn. Và chúng ta trong suốt thánh lễ chúng ta nghe có những tiếng pháo nổ, đó là những tiếng pháo mà chúng tôi đã trả tiền cho họ để họ cùng mừng với chúng ta. Tưởng tượng không, chúng tôi có nhiều tiền đến độ như vậy để mà mướn những người nổ pháo, và những tiếng pháo đó nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7, phải không ạ? Và chúng ta còn 2 ngày nữa mình sẽ cùng với toàn thể người dân Hoa Kỳ, tức là ngày July 4th, ngày độc lập, để mừng ngày khai sinh ra Hợp Chủng Quốc. Và nhờ có sự cưu mang quảng đại của đất nước này mà chúng ta có sự mà chúng ta hiện diện ở đây ngày hôm nay. Thank you, America. Và để bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước Hoa Kỳ, biết ơn niềm vui trong 2 ngày đại hội Thánh Mẫu vừa qua, và đặc biệt là lòng kính yêu Đức Mẹ La Vang. Ngày hôm qua chúng ta đã có một cái băng reo rồi. Ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị một cái băng reo nữa mà quý vị cũng phải hợp tác với chúng tôi. Khi tôi nói Happy Birthday America, quý vị đáp lại là USA. Ok, thử nhá. Happy Birthday America. USA. Rồi khi tôi nói là Happy Marian Day, quý vị sẽ thưa là Ave Maria. Thử nhá. Happy Marian Days. Ave Maria. Và câu cuối cùng khi tôi nói rằng Đức Mẹ La Vang muôn năm, quý vị sẽ nói là Alleluia. Thử nha, Đức Mẹ La Vang muôn năm. Alleluia. Và bây giờ tôi sẽ countdown. Ngày hôm qua mình đếm từ 10, bây giờ mình chỉ đếm từ 5 thôi, để chúng ta khép lại Đại hội Thánh Mẫu năm 2022 và để chuẩn bị cho Đại hội Thánh Mẫu 2023. Và chúng ta sẽ cùng làm cái băng reo này. Thứ nhất là quý vị đáp là USA, thứ hai là Ave Maria, và thứ ba là Alleluia nhá. Bây giờ mình bắt đầu countdown cùng với tôi. 5, 4,
3, 2, 1. Happy birthday, America! USA! Happy Marian Days! Ave Maria! Đức mẹ La Vang mùa năm! Alleluia! Vâng, kính thưa quý đức cha, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý ông bà và anh chị em. Thật là một vinh dự lớn lao cho tôi được phục vụ Đại hội Thánh Mẫu 2022 trong vai trò trưởng ban tổ chức. Và ngày hôm nay tôi rất hân hoan và vui mừng giới thiệu đến tất cả mọi người một linh mục trưởng ban tổ chức cho Đại hội Thánh Mẫu 2023. Người đến sau tôi nhưng cao hơn tôi. Mọi người bảo chứ ai cũng có thể cao hơn cháu. Trọng hơn tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cởi dây giày cho ngài. Và giờ đây xin quý ông bà và anh chị em có một tràng pháo tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt để chào đón linh mục chánh sứ Rector của nhà thờ chính tòa Chúa Kitô của chúng ta, linh mục Thái Quốc Bảo. Chúng con kính mời cha. Lời đầu tiên, con xin cộng đoàn dân Chúa chúng ta cho một tràng pháo tay thật to thật giòn cho người tổ chức đại hội năm nay, cha Vincent Hùng Phạm. Con biết đại hội đã diễn ra quá nhanh và đại hội vẫn còn, tinh thần của đại hội vẫn còn bừng cháy trong lòng của mỗi người chúng ta. Và trong cái tinh thần lưu luyến ấy, ngày mai tại giáo xứ chánh tòa chúng con vẫn tiếp tục có các thánh lễ của ngày Chủ nhật, và chúng con có tới 9 thánh lễ: 1 thánh lễ tiếng Hoa, 2 thánh lễ tiếng Anh, 3 thánh lễ tiếng Mễ Tây Cơ và 3 thánh lễ tiếng Việt. Thánh lễ tiếng Việt thứ nhất là 6:15 sáng, thánh lễ tiếng Việt thứ nhì là 1:15 trưa do Đức Ông Cương giảng thuyết, và thánh lễ thứ ba là 3:30 chiều do Đức Cha Thành Chủ Tuế và giảng thuyết. Trong tinh thần lưu luyến ấy, xin ông bà và anh chị em tiếp tục trở lại để chúng ta cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của mẹ La Vang và sự uy nghi của nhà thờ chánh tòa Chúa Kitô. Sẵn sàng chưa? Yes. Xin giờ đây ông bà và anh chị em, con sẽ công bố chủ đề của Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ hai, tức là vào năm tới, và con sẽ công bố ngày của Đại hội Thánh Mẫu. Nhưng trước khi chúng con thông cáo thì xin ông bà và anh chị em chúng ta là sau cái ngày mà con đọc ra đó, thì với cái tinh thần của cha Hùng đó, là con nói Đức Mẹ La Vang muôn năm, thì ông bà và anh chị em trả lời là Alleluia nha. Và nhưng để công bố, con mời ông bà và anh chị em lấy điện thoại di động ra, mỗi người được phép lấy điện thoại di động ra và chúng ta đánh vào cái ngày và chủ đề trên điện thoại này và gửi tin nhắn cho những người xung quanh. Chuẩn bị chưa? Yes. Chủ đề năm tới của Đại hội Thánh Mẫu La Vang 2023 sẽ là Cùng Mẹ Lên Đường. Ghi vào. Và ngày sẽ là vào tháng 7 năm 2023, ngày thứ 6 và ngày thứ 7, ngày 14 và ngày 15 tháng 7 năm tới. Đức Mẹ La Vang muôn năm. Alleluia. Cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại vào năm sau. Và giờ đây Đức Cha Chánh Tòa Kevin Ben có đôi lời huấn dụ. Xin quý ông bà anh chị em cùng lắng nghe. Visiting Prior, Very Reverend Father Daniel Vito, I just want to summarize Father Thai Quốc Bảo. He said that he's announced that next year will be July 14th and 15th.
You are most welcome here. You are always welcome here. But most of all, the team will be together with Mary we journey. Now, Bishop Van have a final remark in Vietnamese. Lee, listen carefully. Flashlight. Come on, everybody, turn the lights on, huh? Oh, yay! Chúng ta bỏ điện thoại ra, bật đèn lên để chúng ta cùng với Đức Cha là chúng ta quay, chúng ta vẫy chào Đức Cha cùng với điện thoại. Ôi trời, giống như ngọn đến lung linh chúng ta dâng lên mẹ. It's like candles we offer to our Mary. Look at that. Like it? Wow. Just a wow, couple of words. Kính thưa anh chị em. Tôi xin cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ Văn anh chị em. Đã tan đôi ai tan mau là đạo thiên ô cha phan orange. Tôi vui mừng vì lòng quảng đại của anh chị em. Với lòng quảng đại. Y văn sân nam, tôi đẹp ơn xin anh chị em cảm thông. Vui nương thiêu xuất xin chúa bạn, muôn lần cho anh chị em. Hẹn gặp anh chị em năm sau. Xin gặp anh chị em năm sau. Và giờ đây tất xin quý cộng đoàn cùng đứng để lãnh nhận phép lành quý lễ. Chúa con ai chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa Thượng Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước ban cho đại chi em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Khi chúng ta ra về, chúng ta có thể mang quyển sách mà chúng ta vừa tham dự thánh lễ về nhà làm kỷ niệm. Còn nếu chúng ta không muốn mang về, chúng ta có thể để lại để các thiện nguyện viên thu thập. Và có các gian đợi hàng đồ ăn đằng phía sau, còn rất nhiều đồ ăn nếu quý vị có thể mua ủng hộ. Và ngày hôm nay là thánh lễ vọng ngày thứ bảy, được coi là đã chu toàn lễ Chúa Nhật. Nếu ngày mai quý vị nên đi lễ nữa, còn nếu không đi lễ nữa thì cũng không mắc tội gì. Cảm ơn quý vị đã đến đây tham dự thánh lễ và chúc quý vị đi đường bình an. Chúng ta giữ gìn trật tự và theo thứ tự ra về. Bây giờ ca đoàn hát đắp.
Chúng ta bây giờ có xổ số nữa, chúng ta có xổ số chúng Tesla, và bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm xổ số nữa. Nên là mọi người ai mà muốn ở lại một chút chụp ảnh xong là đợi xem là chúng thăm xổ số hay không. Xổ số giải thưởng. We are going to do the raffle, so please, if you want to hear your name to be called to be the winners of the Tesla, please say here. You might be called for that one. Okay.